Hello Hà Lượng Vlog xin chào tất cả bạn nha. Xin chào 40.000 anh em đang theo dõi video của anh Hà Lượng Vlog. Hôm nay mình đang đi quay con diều của cháu nó đâm nha các bạn nha. Các bạn xem xong nhớ nút đăng ký kênh và nút like ủng hộ mình. Chúc các bạn xem video thật là vui vẻ nha. Đấy, cháu đang đâm con diều này. Dài cá các bạn. Rồi. Xem con diều. Cháu thích diều không? Có. Đấy, con diều. Cho mọi người xem con diều này cháu này. Đấy, có bộ đèn luôn nữa các bạn này. Đấy. Sáo này. Sáo này chắc là sáo đơn D40 các bạn. 40, 45 gì đấy. Dài cá. Thế cháu thích diều không? Đó có. Mình cho các bạn xem con diều nhé. Con diều này chắc thì tầm 1,5 m 2 m rồi lại các bạn. Đấy, lắp đèn này các bạn này. Tự làm lấy, khâu lấy để có cái vui chơi các bạn. Bây giờ món diều là món ăn tinh thần các bạn. Hái chào đời luôn các bạn nha, con diều. Sáo này. Ai da, hái chào đời. Con diều. Tôi xem miệng. Miệng cũng vàng ươm luôn các bạn. Đèn này nha, đèn cho nháy nha. Cho xem đèn nha. Này gọi là gió đông nhẹ nhẹ chứ không phải gió nam các bạn nha. Hôm nay là gió đông nhẹ nhẹ. Thấy chưa? Tự làm lấy. Đây, các cháu xem diều này. Rất đông. Đây cháu đang xem diều. Đấy. Cháu này bé nhưng mà tự khắc buộc được dây lèo này. Thấy chưa? Rất. Cũng là điệu nghệ luôn các bạn. Đấy, rất thích diều. Đấy, diều dây cá các bạn. Tự làm các bạn nhá. Cứ có gió là đi đâm diều các bạn. Đèn này. Thế cháu chơi diều được mấy năm rồi? Nhiều năm rồi. Diều dây cá các bạn. Này là gió đông à? Này, cháu nó đi đâm diều nhá. Đấy. Ôi trời ơi, tí nữa. Đây đấy. Ba. Ba làm ruộng mà ơi. Ôi, cháu vác con diều còn thấy nặng. Nhưng mà vẫn thích các bạn. Vác con diều rất nặng nhưng mà vẫn thích. Cháu năm nay học lớp mấy rồi? Năm nay lên lớp 4. Thế là mấy tuổi nhỉ? 8 tuổi. Thích diều các bạn. Lên lớp 4 là 10 tuổi rồi đúng không? Đấy. Thích diều. Đấy, buộc sáo tự làm được này các bạn. Rất điệu nghệ. Yeah.
Đấy, tự làm lấy các bạn. Rồi cá. Đấy, thấy chưa? Tự vượt lèo nha. Thấy chưa? Sáu đơn. Có cả đèn sáng các bạn. Ôi, lên lò. Lên rồi các bạn. Hai cha con nhà thích dèo các bạn. Mặt trời ạ, mặt trời quê mình các bạn đang lên. Lên rồi các bạn. Hai cha con nhà thích dèo các bạn. Trời trong xanh các bạn. Bây giờ có gió chắc là lên rồi các bạn. Trời này xanh mà gió diều lại xanh nên ra không nhìn thấy gì các bạn. Bồng bềnh ấy, thả diều vào bờ cửa bồng bềnh các bạn ạ. Đẹp cao lắm rồi. Mình phóng cho các bạn xem nhé. Là phóng lên các bạn. Tí trường cao rồi. Bây giờ có gió chắc là lên rồi các bạn. Trời này xanh mà gió diều lại xanh nên ra không nhìn thấy gì các bạn. Bồng bềnh ấy, thả diều vào bờ cửa bồng bềnh các bạn ạ. Đẹp cao lắm rồi. Mình phóng cho các bạn xem nhé. Là phóng lên các bạn.
mãi tít trường cao rồi. Đây là mình phóng ấy, còn không thì là lên cao lắm rồi. Ôi kìa, đến mãi trên này. Nó lên mãi trên cao các bạn. Lượng Vlog xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn xem video thật là vui vẻ nha. Các bạn xem xong nhớ nút đăng ký kênh và nút like ủng hộ mình nha. Và nút rung chuông. Lần sau mình ra video mới cho các bạn xem. Xin chào.